Tao tao bua sụp quá. Eo. Các cụ dễ tin người quá. Ở điếu cày đâu chị? Đâu? Em chả tìm thấy. Ghế kìa. Cạnh như ghế à? Cụ nào đi ăn cá tra không? Các cụ cũng dễ tin cười thật đấy. Đang trên Sapa, có cụ nào đang ở Sapa không? Cụ nào lái xe mà chạy Sapa không? Cụ dễ tin cười quá. Thoát ẩn thoát hiện. Em đang Sapa, có anh chị em nào Sapa không? Lên đây là được chia cá tra gớm. Các cụ nhắn tin bảo đừng ăn, sợ nó ngộ độc, nó bỏ thuốc độc. Làm gì có, em mà đi á là chẳng bao giờ em công bố thế đâu. Hôm nay em cho các chị nhánh nữa lên Tam Đảo họp kế hoạch, chứ không phải đi Bộ Giao thông mời đâu. Gớm, các cụ vừa gọi và đừng ăn gì nhá, quên mất em vừa uống xong tưng bừng. Ha ha. Anh nhớ em. Đang Sapa đây, đang gì nhở? Tam Đảo, quên vào Sapa. Họp kế hoạch quý. Mày đi làm ăn chưa? Mỹ Lộc chán nhỉ, ủy ban tỉnh kiểu gì mà đến 4 tháng chẳng dám trả lời, càng chậm trả lời thì càng thấy sự thiếu minh bạch. Có cái, em nói bậy tí, có cái chó gì đâu, những cái gì ký rồi quyết rồi thì cứ thế photo mà công khai lên chứ có gì. Hôm nay em đăng thử là bộ cá tra mời em. Gớm, các cụ nhắn tin rồi gọi điện bỏ đừng ăn với đừng đi. Giống bạn gì lên Yên Bái, bạn nhà báo gì giáo dục ấy, lên Yên Bái. Sắp có nhà mới. À, nhà mới công á. Công phải đặt chứ. Gớm, các anh công an Nam Định các anh cứ gọi hỏi thăm mãi. Bảo thôi đừng đặt, khó dễ các anh ấy. Ờ, đặt chứ nhỉ, tiền này tiền của tất cả mọi người, tiền của nhân dân cả nước, ra đấy mà thu. Hôm nay mải họp chưa kịp xem bác trả lời sao. ₺6.300 tỷ sai phạm. Thế mà nó luân chuyển, nó lại được thăng chức với điều chứ lại. Nói chung là đừng có tin mấy ông cá tra. Đừng có tin mấy ông cá tra. Có cụ nào đang ở Tam Đảo không?
Đúng rồi, nhiều người lo. Đấy, cái cụ ở viện Tony này là cũng nhắn này. Cụ bảo đừng ăn cá này. Nghèo thì giàu nghèo nó có số. Thôi em cứ nghèo tí cũng được. Nên lên chém gió cụ cho nó thoải mái. Nhớ đớp của nó một tí rồi lên chém gió không nổi. Nó bỏ cái thằng này chỉ chém gió. Đúng không ạ? Hôm nay em họp trên này. Giám đốc có cái chi nhánh với lại văn phòng tổng của em họp trên đây. các cụ nghĩ em đi được bộ giao thông mời thật. Các cụ nhắn tin kinh quá. Nhưng mà như thế nó cũng là cái lo cho em, cũng là cái vui. Mùng 1 có cụ nào đi Thái Nguyên không? Đây này, cái cụ Phạm Viết Hà là ai này, đích biết đây này. Cháu cụ mái trần gớm. Mùng một tháng 11 đi tí nhỉ. Tân Đệ thì chắc em không phải ra tòa. Nhưng Mỹ Lộc nghi lắm. Nghi Lộc nghi lắm. Các cụ an ninh đang bẫy em. Đang bẫy em xem có câu từ nào em quá không. Xem có gì em sai không. Cụ mà bẫy đây này nghe em chửi nhá. Tổ sư này. Cái bọn tham nhũng ấy. À mà thằng nào cũng tham nhũng. Tổ sư cái bọn mà nó không nghĩ tới dân ấy. Ăn cá tra anh mang về. Đang ở Tam Đảo, Mù Sương. Đây. Vắng lắm. Ở Tam Đảo có gì vui chơi không các cụ nhỉ? Tam Đảo có gì vui chơi không? Lên đây buồn lắm. Quân nhà em nó vẫn đang nhậu. Ông Thuận Nguyễn ơi, quan chức thằng nào cũng tham nhũng. Em cứ nói thẳng, thằng nào mà không tham nhũng ấy có dám thề với em không? Thằng bé tham nhũng bé, thằng to tham nhũng to. Trên đây có cá tra 50 cân không nhỉ? Em uống một hớp mà mặt nó cứ tưng bừng á. Trốn ra đây live stream. Quân nhà em nó vẫn đang nhậu. Cơ tay ai chả phát, ông nào chả tham nhũng. Tại sao em có cụ này cụ vừa nói cái gì đấy ạ? Chửi thế nó bắt sao? Này, em chửi thằng bộ giao thông với thằng bộ trưởng ấy. Ông Nguyễn Văn Thể chỉ chém gió. Ông bảo là cứ thằng nào phát hiện sai phạm xử lý ngay. Kiểm toán nhà nước phát hiện bao sai phạm, báo sai phạm không làm được, nói chém gió. Em xin lỗi nhá, em mà là ông em chém gió còn giỏi hơn ông. Thề luôn.
nó cứ thở nó không nào là em thấy nó mùi không đấy, thế phải điều chứ này. Em làm về giáo dục thật. Em làm về lĩnh vực giáo dục, tất nhiên là nhiều lĩnh vực, không phải lĩnh vực giáo dục. Nhưng hôm nay đọc cái bài báo mà bên Bộ Giáo dục đưa ra ấy, sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Ô tổ cha như nó, chỉ cần bán dâm 1 lần đã là vi phạm pháp luật rồi, mà sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Chả hiểu cái thằng nào nó ngồi nghĩ là cái văn bản đấy. Em xin lỗi là em làm lĩnh vực giáo dục thật, ông đấy là ông bộ trưởng của em thật. Ô tổ cha như nó, sinh viên bán dâm 4 lần, sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Ờ hay không? Nghĩa là cô nào nhá, bị bắt vì bán dâm, bọn em khai em mới bán lần thứ 3 thôi, chưa bán lần 4. Các cô nghe buồn cười không ạ? Báo chó gì mà sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Nên là cô sinh viên nào ấy mà thiếu tiền mà lại hư ấy, thích ăn chơi ấy, có bị bắt ấy thì bỏ em mới bán có lần thứ 3 thôi. À lại còn 4 lần trên ngày hả? Sợ thật đấy. Bộ giáo dục đấy các cụ ạ. Bộ này phải đổi thành bộ sinh dục. Anh Lê Anh Tuấn ơi, sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Nên là cụ nào có nhu cầu thì bảo em nó khai lần 3 thôi, để em nó đỡ bị đuổi học. Anh nhá. Đúng rồi. Cô sinh viên nào mà tham gia cái đường dây sinh viên ấy thì khai là em mới bán lần 3 thôi. Sợ thật đấy. Bộ giáo dục bây giờ đi quan tâm cả bán dâm của sinh viên. Các cô có thấy nó buồn cười không ạ? Sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học. Buồn cười thế chứ lại. Đây này, có cái bài bài hôm nay anh Cường anh chia sẻ. Đâu rồi nhỉ? Đây. Dự án giao thông 6.300 tỷ sai phạm khủng, chỉ rút kinh nghiệm rồi lại tái bổ nhiệm. Tôi chửi tổ cha cho các thằng không thể. Cái đây có phải ngành ông không? Tôi chửi đấy. Các cụ, nhiều cụ lớn tuổi nghe thế hệ trẻ nó chửi thì cứ hãy lo. Cứ lo cho em và điện cho em bảo đừng chửi, nhớ nó bẫy em. Sao vậy? Em chửi mà bố với cái thằng mà nó chỉ chém gió ấy. Đấy, cái cụ Mai trưởng đây này. Cụ ấy tặng em cái gì nhờ, quên bố mất rồi. Cụ Mai trưởng giáo viên sinh rồi. Cụ bảo cụ tặng em cái gì nhỉ? Quên mất rồi nhỉ? Tặng cái gì nhỉ? Cụ bảo tặng em cái gì nhỉ? Quên bố mất rồi. Để em xem lại. Cụ Mai trưởng bảo tặng em cái gì nhỉ? À, rượu. Mà này, mất công gửi tặng em 10 lít, cụ lại tặng có 5 lít. Đây, cụ Mai trưởng cụ bảo là hôm nào anh gửi tặng em 5 lít rượu. Mất công nhá. Bác gửi cho em 10 lít, em xin 1 lít, còn 9 lít em gửi tạm xả. 1 lít là em làm kỷ niệm, thỉnh thoảng em nhấm nhi một tí thôi. Ở nhà em cũng khá nhiều rượu nhưng chả bao giờ em uống. Nhưng mà nó là kỷ niệm. Và em sẽ gửi lại 9 lít ở trạm xả để thỉnh thoảng về đó uống. Ai tặng, mất công tặng 5 lít. Rượu ngon giờ khoảng 30.000 một lít. Hay là gọi 40.000 hay 50.000 đi. 10 lít là 500. Đúng rồi, cái ông Mạnh Spec này là ông bạn tôi này.
ông bắt gà của tôi ấy. Mùng 4 tháng 11 ông đi là tôi chặt chân ông. Các cụ lớn tuổi là cứ lo em chửi thì các cụ cứ lo. Em bảo cái thằng thể bộ trưởng nó chỉ nói phép. Dự án BOT nào cũng có sai phạm nó xử lý ai chưa? Kiểm toán nhà nước chỉ nói sai phạm, thế một là thằng kiểm toán sai, hai là thằng bộ trưởng này bố láo. Mà em tin là em tin kiểm toán. Thế thì bây giờ quay lại là em tin kiểm toán, em quay lại em chửi cái thằng bộ trưởng này chỉ bố nói phép. Thằng bố láo. Mày bảo quân mày đi. Mỹ Dung lâu lắm mới gặp đây này. Ngày xưa là làm ở Hòa Bình. Ngày xưa làm ở Hòa Bình gần chục năm. Quen bạn Mỹ Dung này là giáo viên. Nhưng mà sau khi rời Hòa Bình là chưa ngày nào được mời cà phê Mỹ Dung. Mời trà đá Mỹ Dung nhá. Bình Nhi nói đúng đấy. Cụ nào mà quen sinh viên mà làm nghề sinh viên ấy thì bảo em ơi, bộ trưởng bảo là em bán dâm 4 lần mới bị kỷ luật đuổi học, nên là em có đi mà bị bắt em khai là hôm nay là em lần 3 chứ không phải lần 4 đấy bộ trưởng đấy. Nó thở nên, hôm nọ em phân tích rồi, cứ cái bộ trưởng nào mà bị kém điểm ấy nó thở ra cô nào thối cô đấy. Lo cái gì không lo. Lo sinh viên bắn dâm 4 lần thì bị đuổi học. Mỹ Dung mà mời nhá, anh Phi từ Tam Đảo về Hòa Bình luôn. Hôm nay đi có lái xe đi cùng rồi. Tư lệnh chó gì cái thằng bộ trưởng này. Nó là tiểu tư lệnh. Đấy, lại cụ Nam Trịnh. Cụ Nam Trịnh ơi, hôm nay họp đồng đội Ocean Edu tại tại Tam Đảo. Thật ra là gì? Các cụ quan điểm, các cụ đấy dám nói thì nói cái đấy gì? Ba tư nghìn tỷ đường thấm dột, 12 cái cầu thấm dột hết, đường chưa đi đã hỏng, cái thằng tư lệnh ngành là thằng phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Em cứ chửi tổ cha nó là thằng bộ trưởng không có tư sự vô liêm sỉ gì. 34 nghìn tỷ chứ không phải 3.400 tỷ. Đấy, cụ Trung Mốt này là cụ lâu lắm là không nghe thấy cụ chửi đâu. Em có chửi cái thằng bộ trưởng ấy, kém về năng lực, kém về phát ngôn, kém về sự hiểu biết. Em thấy là nó bố láo. Em thấy là bộ trưởng này là bố láo. Kiểm toán nhà nước chỉ ra bao nhiêu sai phạm, nó kỷ luật được ai rồi? Ô cụ Tuấn Nguyễn bức xúc quá là sao? Thời thế mà thay đổi những cái thằng mạng to á, đảo bố nó lên. Cụ Đinh Xuân Hòa ấy, cụ cứ bảo là bộ trưởng thể không phải cá cha cái trước đấy. Em chào anh Vũ Tuấn Thành. Thịt vợ em là em vừa làm thịt con cá tra rồi. Cá tanh nhất, bẩn nhất các loại cá. Có những người của Hưng Đào như này này, có những người họ ăn rất nhiều, họ ăn chén hơn ông nhiều, nhưng khi sự cố xảy ra
nó giải quyết rất dứt điểm, hợp tình hợp lý. Cụ bác Trung Nam ơi, cụ chửi là cứ lôi thằng Thể mặt dày ra mà chửi ấy. Cụ chửi thế là sai, vì ông đấy không phải mặt dày. Mà biết làm sao ạ? Ông đấy là gì không biết ạ? Ông đấy là mặt quá dày chứ không phải là dày. Tất nhiên Việt Nam là chưa được tự do ngôn luận. Chưa được tự do ngôn luận. Ở Mỹ ấy, là nó còn được là làm cái hình nộm của ông Donald Trump ấy, đấm, đá, đạp, đốt. Ở Việt Nam thì không làm được thế. Nhưng mà em chửi ông là em dựa vào có bài báo. Em nhớ ông ấy trả lời Quốc hội nhá. Lời hứa của ông ấy là xử lý vấn đề cổ phần hóa của dịch vụ hàng không là một. Trả lời về vấn đề cảng Quy Nhơn là hai. Trả lời vấn đề về các dự án BOT sai phạm là ba. Nó bảo là chỗ nào sai phạm nó sẽ xử lý dứt điểm, tổ tra nó. Cảng Quy Nhơn giờ thằng nào bị xử lý, cảng hàng không bây giờ thằng nào bị xử lý. Và cộng thêm cái nữa, BOT sai phạm đầy thế, kiểm toán nhà nước chỉ ra thế, thằng nào bị xử lý. 6.300 tỷ sai phạm, chỉ kiểm điểm và luân chuyển vị trí. Nó bố láo. Em mà được á, em treo cổ nó. Sao lại bậy à Hoàng Quý? Em chửi ông Thể có gì sai? Các cô cứ chửi từ thoải mái. Đấy chứ. Năng lực kém. Mà em thấy nhá. gì vậy? Báo nói là các ủy viên trung ương không đủ uy tín nên từ chức. Nó đội sổ mà nó còn chưa từ chức ấy. Nó đội sổ mà nó còn chưa từ chức ấy. Em là hói hết rồi. Tony Trần. Cụ Tuấn Hương Mỹ Đình không nên nói vậy. Chúng ta nói vậy là ai cũng hiểu. Ai cũng hiểu, nhân dân hiểu hết. Nhưng không nói vậy được. Làm bộ trưởng bộ giao thông thì dân được nhờ đấy. Em mà làm bộ trưởng bộ giao thông thì em chém được nhiều nó nên thôi. Nhìn mặt, nhìn cái miệng em to con miệng nó. Nó chỉ chém gió, tôi đố ông nào tìm được cái câu nào nó phát biểu mà hay hay được đấy. Em trên Tam Đảo lạnh lắm, trên đây lạnh lắm. Đảng viên họ cũng hiểu chứ không phải nhân dân đúng nhá. Chúng ta không nên nói về đảng, không nên nói về những cái em tham gia cái group này là em chỉ phản đối cái BOT Tân Đệ và Mỹ Lộc thôi. Chứ em mà lãi, ví dụ như em đi mà chiến mấy bốt nữa ấy, thì nó sẽ bảo em là chuyên đi gây rối. Tất nhiên nó đánh bắt em nhưng mà nó bảo em là thành phần kích động gây rối để tạo dư luận. Còn bây giờ nhá, ông Thể ông giải quyết cái BOT Mỹ Lộc nốt đi. Tân Đệ tôi biết ông giải quyết rồi. À, nói về Tân Đệ, các bộ trưởng, thứ trưởng trả lời ầm ầm là TATCO nó đúng. Cái gì nhỉ? Đường tránh Đông Hưng thu phí tại Tân Đệ vẫn đúng. Đúng cái mã bố nó, đúng mà giờ nó về.
mà nó phải di chuyển à? Thôi nên Tân Đệ thế tạm được rồi. Còn về đảng, về đường lối chính trị, chúng ta không nên dây dưa. Em cũng thừa hiểu nó thế nào, nhưng mà thôi, tránh nó ra, tránh nó ra, đừng động tới nó, kệ. Chúng ta không phải là thờ ơ, nhưng để thắng được BOT, chúng ta phải giữ chúng ta là một người thượng tôn pháp luật. Thượng tôn pháp luật. Cái bà bộ trưởng Bộ Y tế, bà ấy bảo rằng là bệnh viện nào mà có nhà vệ sinh bẩn ấy là giám đốc ấy bẩn. Em có đăng một bài là bộ nào mà có nhiều nhà vệ sinh bẩn ấy thì bộ trưởng đó bẩn. Hôm nay lại đọc cái bài báo sinh viên bán dâm quá 4 lần sẽ bị đuổi học. Ô tổ cha nó. Thế bây giờ nó xác định thế đích nào được 4 lần nó gắn chip à? Gắn chip đếm số lần à? Tức là sinh viên bán dâm cứ 3 lần, cô nào mà hư thích ăn chơi đua đòi cứ làm khai em 3 lần. Em không phải 4 lần. Riêng bà Kim Tiêm ấy là nhân dân hận cả đời. Mấy bài báo mấy nay là bưng bơ đít. Mẹ thuốc ung thư, nó cho uống thuốc ung thư giả. Ý là đằng nào ung thư chả chết, nên là cứ giả có sao đâu. Đấy, đang nhìn thấy Trần Công đang xem đây này. Là gì ạ? Hàng bao nhiêu trẻ đã chết vì gì trời ấy. Đấy, cụ Đinh Xuân Hòa, cụ cứ chửi mạnh lên. Cụ nói né nó tránh chả đúng tố chất của cụ gì cả. Đúng không ạ? Có một ông anh của tôi là ông Bùi Quỳnh như này. Ông Bùi Quỳnh đang xem mà chẳng thấy bao giờ tương tác gì. Cứ nói tôi bán dâm là hơn hớn. Không phải. Mà ông bộ trưởng bây giờ ông đi đo thế đích nào nó bán dâm 3 lần hay 4 lần. Nên là ông ra cái quy định là bán dâm 4 lần thì bị đuổi học. Ờ thế nó bán thế nào mà ông biết nó 4 lần. Ngày nó 4 lần ông đích biết. Chứ đừng nói là 4 lần. Các cụ có thấy không ạ? Bộ chó gì mà bộ. Mai ông thể ông sẽ ra một cái quy định là doanh nghiệp nào làm BOT sai phạm quá 4 BOT thì sẽ bị xử lý. Nó vừa cho em ăn cá tra nhưng vẫn phải chuẩn chứ, vẫn phải chửi chứ. Đấy, ông Hà Mạnh Hiến là cái ông đồng điên tôi này. Sao bấm lỗ trên chứng minh thư căn cước là sao ấy nhỉ? Cái đấy anh chưa nhớ. Ý là bán ra một lần thì bấm một lần đấy hả? Từ nay đi mình gặp sinh viên, mình sẽ xem thẻ sinh viên là bị bấm lỗ lần nào chưa? Ý là cứ bắt ra một lần rồi bấm lỗ một lần. Được đấy. Nó lại bấm lỗ chỗ khác thì bố ấy phải biết được. Ngày nó bán 4 lần thì bấm hết lỗ à? Hôm nay là em đi họp cơ quan em. Thật ra là tổ chức cho anh em họp trên đây cũng là chỗ gọi là họp xong rồi nghỉ ngơi.
cũng là cho các quản lý các chi nhánh người ta đi nghỉ, cũng là một cách tạo động lực thôi, tìm bùi đinh. Đúng rồi, em trai chồng, đúng rồi, chính xác. Thế mà bố nó cũng nhân nhân cái mặt nó lên. Hôm nay là mấy anh công an cũng hỏi em là thế có đặt công không? Hôm qua cũng hỏi, hôm nay cũng hỏi. Em bảo là công em đặt rồi, làm rồi, đẹp lắm, em gửi cả ảnh cho các anh xem ấy. Và công chắc chắn phải đặt. Hôm trước em nói rồi, tất nhiên là người ta không đứng tên người ta để chuyển tiền đâu. Nhưng công ấy. À, lên đây. Lên đây là đích có trà đá, trên đây là phải lít tông. Họ chỉ bán lít tông thôi. Bình thường em hút ít, nhưng mà cứ live stream là hút, để sau này em còn buôn thuốc lào. À, lúc nãy đang nói dở. Em ý em nói là ông bộ trưởng thể ấy, ông giải quyết nốt nốt cái Mỹ Lộc đi. Tôi hứa là không đăng gì, không nói gì nữa. Hứa đấy. Không nó lại bảo mình là chuyên đi gây rối, kích động. Rồi em còn phải tập trung làm ăn chứ này. À, văn nghệ tí, em lên cũng toàn chửi thôi. Thế mà có cụ hôm nay cụ nhắn tin cho em là anh xem live stream của chú lần nào cũng 3-4 lần. Ý là xem lại 3-4 lần đấy. Tất nhiên là nó hơi, mình nghe xong nó hơi buồn cười. Nhưng bảo cứ thích xem, có gì mà xem, anh bảo cứ thích xem. Lạnh lắm, trên đây lạnh lắm. Hùng gì? Em là Hà Văn Nam Hùng đâu. Nhưng mà nó vẫn đang tìm cách bẫy em đấy. Thôi thì hôm nay có cụ muốn bảo em như này chứ. Cụ bảo em là có người sẽ đưa cho chú tài liệu, nhờ chú cầm hộ và vân tay của em ở trên đó. Nhưng tài liệu là toàn của Việt Tân. Em ấy, nó nói thật là em chưa biết cái thằng Việt Tân nó thế nào, nhưng mà nhiều bài nó đăng rất đúng sự thật. Nhiều bài nó hơi bốc, nên là thôi em đọc em hiểu, theo ý em muốn người đọc một kiểu. Còn các cụ ấy mà trong sạch ấy, không tham nhũng ấy, thì có việc rời nó không tố được các cụ. Các cụ mà cứ minh bạch ấy, thì xin lỗi là có, em không phải Việt Tân là mới mà. Việt là gì em không biết, gọi là Việt mới đi chẳng hạn. Chứ có việc rời cũng không bao giờ bóc phốt được các cụ. Ôi thế chửi thế là thằng Thể nó tức thật à? Các cụ bảo em đừng gọi ông Thể bằng thằng á. Em cứ thằng đó. Thằng Thể bộ trưởng đó. Làm đấy gì được. Không tôn trọng gọi nó là thằng còn gì nữa. Tao với mày. Bạn em ấy. Mà nó sống bẩn ấy. Em gọi nó là mày là thằng chó chết. Nó bẩn thì chờ gọi nó chó chết. Chứ gọi nó là chó sống ấy là thương hại con chó. Chị Hoa Nguyễn ơi, trưa mùng 1 em xin bữa cơm nhá. Trưa mùng 1 em xin bữa cơm Thái Nguyên. Đúng rồi, cụ Mạnh Spec cũng nói rất đúng. Gặp cụ tập là mình thăng lâu rồi. Nhưng mà ít ra ở Việt Nam thì em nghĩ là 90% quan chức, 90% đại biểu quốc hội vẫn ủng hộ em.
Còn 10% là nó giống như cái thằng doanh nghiệp BOT, 10% là những thằng lợi ích nhóm. À, những cái thằng mà nó bẩn tính ấy, nó không lo cho dân, em gọi nó là thằng súc vật, đúng rồi. Và súc vật nó là cái gì nhỉ? Súc vật, vật là con vật, súc là súc sinh à? Có nhiều từ nghĩa ngày xưa nó hơi chưa hiểu hết nghĩa. Đúng rồi, anh Bách ơi, anh Bách đi với em tí. Cô giáo viên sinh ơi, cô giáo viên sinh ơi, chú tặng rượu thì cô nhớ tặng 10 lít nhá, chứ 5 lít thì ít quá. Đây có cụ nào vừa nhắn cái gì đây? Cụ Khuyên Thị Nguyễn, Nguyễn Thị Khuyên đây. Súc vật, súc sinh, thú vật thì biết rồi, loài cầm thú. Em hay hút thuốc lào thế thôi. Nhưng em hút em không nuốt được. Mọi người nếu để ý em hút em cứ đến cuống họng là em dừng. Đấy, cụ sinh cụ nhắn cái gì đây? Cụ hì cái gì, 10 lít đi, cụ hì cái gì? Tiếc gì, không thì bán cho em thêm 5 lít, tặng em 5 lít, bán em 5 lít. Chứ 5 lít mang á. Mang rạp xả ít quá. Vũ container ấy. Là như thế này, công chức ở tỉnh ấy, cũng góp ở đấy đấy, các bộ cũng có tí đấy, nên là công an Mỹ Lộc thực ra là em cũng quen, nhưng trời rét quá rồi, mà lỗi này là lỗi của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hỏi đến 4 tháng rồi, ông không trả lời, mà trong khi đó dự án này đã thực hiện đến 10 năm nay rồi, thì bây giờ chỉ muốn việc ông in ông công khai ra thôi, mãi không công khai được. Con vật biết xúc tiền, nghĩa là xúc vật là con vật biết xúc tiền, đúng rồi. Ở đây là gì? Em nói lại cho Ủy ban tỉnh xem nhé. Em chưa nhìn thấy nick nào của Ủy ban tỉnh xem. Nhưng nick của công an an ninh Nam Định xem thì em thấy rồi. Nick của Ủy ban tỉnh em chưa thấy. Em nhắc lại như này nhá. Dự án BT là vấn đề gì ạ? Thực hiện dự án BT là vì nhà nước chưa có tiền nên phải thực hiện dự án BT kinh xây dựng chuyển giao. BT là xây dựng chuyển giao, vì nhà nước không có tiền nên là phải chuyển giao này nọ. Nhưng mà gì ạ, cái đoạn 21,5 km ấy, nó xây bằng cái gì ạ? BT, nhưng mà đấy là nguồn công trái nguồn trái phiếu chính phủ có mẹ tiền rồi, từ năm 2007 phó thủ tướng lúc đấy là ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký đồng ý cho nó thực hiện dự án BT rồi. Khi nhà nước không có tiền thì mới phải thực hiện dự án BT. Thế nhưng mà cái thằng Nam Định này nó là thế nào ạ? Đang làm với có hết 1.500 tỷ, chưa hết nghiệm, còn chưa hoàn thành bàn giao, nó đã thanh toán hơn 1.500 tỷ rồi. Thế thì ai bảo nó là không có tiền? Không có tiền mà chưa làm xong công trình nó đã thanh toán, thế thì nhà nước phải có tiền chứ. Thì có tiền tại sao phải làm BT? Có tiền tại sao không mở ra dự án đấu thầu công khai? Đấy, quân nhà em nó chắc nó gọi đi hát rồi. Alo, anh đang ngồi quán trà đá. Ở đâu em ơi? Nhắn tin cho anh cái. Thì nhắn tin đi nha. Đấy, quân nhà em nó rủ đi hát. Mà giọng em là giọng nam khàn. Em mà hát ấy là các ca sĩ mất điện.
Thế nên là cái gì ạ? Cái dự án BT đang làm mà nó thanh toán, nó bỏ không có tiền, không có tiền cái mà bố chúng nó ạ. BT là xây dựng chuyển giao. Thế còn BOT là xây dựng kinh doanh và chuyển giao. Nó bảo nó không có tiền. Thế mà bố nó đầu tư thêm 10 mét, 5 mét một bên thành 10 mét. Mà có 3,9 km, 21,5 km nó làm được. Mà có 3,9 km nó không làm được. Nó là cái gì? Đấy, nó không có tiền đấy. Quán karaoke Tam Đảo. Ông cứ live stream làm sao? Cụ Cường Dâu Nam xây trà đá à? Cụ Cường cơm phở này, cụ bảo là em live stream cụ không comment được. Bây giờ như này nhá, cụ xem cụ có ở trong nhóm chưa. Nếu cụ ở trong nhóm rồi thì cụ mới comment được. Còn nếu cụ đang xem mà cụ không ở trong nhóm thì không comment được. Nếu cụ chưa ở trong nhóm thì cụ đề nghị cụ vào nhóm cụ mới comment được. Mà đây này, cụ này cũng chửi ác lắm mà cụ mới bảo hôm nay là Nam xây trà đá sao mà chửi kinh thế. Chửi chứ. Nó hôm nay em chửi nó là vì sao ạ? Nó bảo là phát hiện ra sai phạm chỗ nào sẽ xử lý dứt điểm, tổ tra cho nó. Em chửi đây này, dự án BOT nào kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra sai phạm, thằng nào bị xử lý? Thế mà nó chém gió à, nó bốc phét à? Mà em mà cứ thằng nào mà bốc phét thì em cho nó thành chó chết. Bốc phét mà không làm, nhất là quan chức, em cho thành chó chết hết. Đấy là quan điểm của em. Còn nói thật với các cụ nha, như cụ Trung Mốt ấy, cụ nhắn tin cụ chửi bộ trưởng xong phát là an ninh đến nhà luôn. Hôm nay em chửi nó suốt từ lâu nay, nó tức lắm ấy, không phải nó không biết đâu. Em lên đến bộ giao thông ấy, như mấy vụ còn xuống vỗ vai em mà chú chửi sướng lắm. Anh muốn chửi đấy chửi được. Đó. Quân của ông còn muốn chửi ông ấy. Tại sao phải cá cha nhỉ? Nguyễn Văn Thể bộ trưởng. Mà cái thằng nào nó ghét, nó nhìn mặt nó, cứ nhìn thấy mặt nó là ghét, thế mới ức chế. Em sau này kéo già là em bị cao huyết áp ấy. Tốt nhất là em không đọc mạng. Đọc xong là nó cứ căng thẳng dây thần kinh. Đọc cái ông bộ trưởng bộ giáo dục, ông bảo là bán dâm 4 lần thì bị đuổi học. Tổ cha nó, thế bán dâm 3 lần thì không việc gì à? Mà cái từ đấy là cái từ rất nhạy cảm. Dù ai cũng biết là đầy giờ đầy sinh viên đi làm thêm bằng cái vốn từ có lấy lỗ làm lãi. Nhưng mà cái gì ạ? Bây giờ bộ trưởng còn mặc định luôn là bán dâm 4 lần thì bị đuổi học. Nửa tháng nữa em sẽ đặt công nhá. Chọn ngày rồi. Tầm nửa tháng nữa là đặt được rồi. Các cụ công an cứ hỏi bao giờ đặt công. Các cụ tai mắt nhiều thế còn đi hỏi em. Đặt công là ý của dân chứ không phải ý của em. Sao lại vãi bạn? Anh Long nhận điện thoại, anh search đi. Anh search luôn nhá. Dự thảo luôn đấy. Chuẩn bị bán hành luôn đấy. Anh search cái chữ là Google ấy. Bán dâm 4 lần thì bị đuổi học ấy. Có báo luôn mà, nay đầy báo luôn. Dự thảo luôn đấy. Anh Google search mà xem. Anh ghi chữ bán dâm 4 lần thì bị đuổi học. Căm bài báo có. Mẹ nó nghĩ ra cái gì không nghĩ. Nghĩ đi, sinh viên bán dâm 4 lần. Nay nhiều người gửi cho em lắm. Thật ra em mải họp, em chưa được đọc nhưng mà toàn thấy tít bài báo thôi. Để em search luôn cho cụ xem.
cụ nào cứ sớt là bán dâm 4 lần bị đuổi học đi, xem có không. À đây. Đấy, có cụ sớt phát ra ngay. Sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học, báo Tuổi Trẻ nhá, báo Pháp Luật Online nhá. Toàn báo chính thống đấy nhá. Tuổi Trẻ Online luôn đấy. Phải bán 4 lần bây giờ ông bộ trưởng, bây giờ ông đi nó có lần số đếm chó đâu. Biết là nào là lần thứ tư. Đấy, Quân Lâm bán 4 lần là bị đói kìa. Thế chó nào bộ giáo dục đi quan tâm cả bán dâm của sinh viên mà bán dâm lại 4 lần. Hôm nay tự nhiên toàn chủ đề dâm với giết ở đây nhỉ. Anh Trung Mốt rồi. Anh Trung Mốt, anh inbox cho em cái. Chú biết vụ Tân Đệ đêm qua như thế nào rồi không? Thật ra lâu em không theo dõi nhóm Tân Đệ lắm. Thỉnh thoảng em vào ngó qua tí thôi. Người qua Tân Đệ làm sao đấy ạ? Người qua Tân Đệ có gì đấy ạ? Người qua Tân Đệ có gì không? Người qua Tân Đệ có gì đấy các cụ ơi? Con võ lò nẹo mày bỏ tao hầm nhá. Mày lên đến bến xe mới đình tao đi, tận xe tao đón mày. Thế mà nó còn bỏ mình hầm. Gửi tiền đi chị ơi. Thôi Quân nhà em nó gọi đi hát rồi, em ra tí không nó lại bảo sếp đi vắng. Mà ở đây mà đi vắng nó lại nghĩ mình đi chơi. Bao tiền? Em mà trốn ở đây nó lại nghĩ mình đi bậy bạ. Thôi em về tí. Sao cô Minh Tuyên cô Google search đi. Xem có phải là bán dâm 4 lần thì bị đuổi học không? Mùng 4 tháng 11 nha, võ loa nẹo nha. À, thôi để em PA một tí nhá. Mùng 4 tháng 11 là Hội Tân Dậu Việt Nam, là những thành viên 1981 Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc. Năm ngoái chúng em họp tại Hà Nội và năm nay được tròn 1 tuổi. Hôm nọ em có tham gia ở bên Nam Định cũng thế. Đó là một gọi chi nhánh tỉnh. Còn mùng 4 tháng 11 là bạn nào mà thôi thì cứ gọi là nôm na biết em và yêu quý những con người 1981 thì trân trọng mời các bạn đến nhà hàng Trống Đồng ở chỗ Thành Công sáng mùng 4 tháng 11. Những thành viên 81 chúng em sẽ tổ chức một buổi họp để gặp mặt kỷ niệm 1 năm. Tất nhiên là hội nào thì cũng đều có hội thôi. Trong đó thì có các hội như là hội lái xe, hội rồng, hội rắn, hội gà, hội ngựa, hội các loại ngựa. Hội gà cũng có các hội gà. Nhưng hội 1981 bọn em thì không thu quỹ. Đi thăm hỏi các nơi thì như ông admin là như ông phải bỏ tiền túi dưa góp. Còn ăn nhậu buổi đó thì dưa góp. Chẳng như hôm đó thì hình như đóng 350 để phục vụ công tác khánh tiết cộng với lại tiền ăn buổi hôm đấy. Dư thì cho vào quỹ, còn âm thì admin chịu. Nên là chơi một cách rất vô tư, công tâm. Không có chuyện là gây quỹ hay làm cái gì hết.
anh Bắc Trung Nam này, bây giờ anh vào này, em chia cá tra từ nãy giờ rồi chẳng thấy anh đâu, giờ anh mới vào. Không, hổ vào đấy bắt hết gà. Nên là ở đây là cũng đang nhìn thấy là các bạn bè 81 khá nhiều. Nên là trân trọng mời các anh em bạn bè sinh năm 1981 ở mọi miền Tổ quốc tụ họp lại ở nhà hàng Trống Đồng sáng mùng 4 tháng 11. Đấy, con lọ võ loạn ẹo này thần nào nó ra từ tối mùng 3 xong nó rủ rê mình đi chơi đây này. Thần nào con võ loạn ẹo này nó cũng ra từ tối mùng 4. À tối mùng 3 nó rủ mình đi chơi này, con này là hư lắm. Bà không phải là sinh viên nên là bà quá 3 lần, 4 lần không sao. Ơ lại biết cả vụ đi tắm biển Hạ Long à? Những ngày đầu em đấu tranh BOT ấy, là bạn bè 81 một số người còn dị nghị, còn bảo em là mày sắp bị bắt rồi đấy, mày thế này thế khác. Những ngày đầu là như này, không thể khẳng định là mình có bị tiêu hay không, bởi vì lúc đó dư luận chưa có, mọi người chưa quan tâm, các những người ủng hộ sau lưng mình chưa nhiều. Và lúc đó thực sự là bạn bè mình nói thật, nhưng mình không phải ngông cuồng mà mình nói là bắt thích cặp nào được tao, mình không bao giờ nói được vậy. Nhưng mình cũng lúc đó là cũng lo, những ngày đầu là cũng hơi lo là có thể mình bị tóm thật. Nhưng vì cái mục tiêu là nó sai trái, chúng ta không phản đối, không đấu tranh thì không có kết quả được. Ngay cả việc đấu tranh BOT này, thưa những người anh của tôi đang ở Tân Đệ và những người anh của tôi đang ở Mỹ Lộc là những người cũng lo cho tôi nhất. Những người đó là cũng bảo tôi là nên thận trọng. Con võ loan ẹo nhá, đồng niên với nhau đi nhà nghỉ 50.000 thôi, cần gì phải khách sạn 5 sao. Con này tốn kém, để tiền có đi ọp nhá. Đây là cụ nào 1981 thì comment lại ở bài viết này hôm đó chúng ta giao lưu. Giờ thì chấp cả thằng thể. Bộ trưởng chó gì mà xử lý như gà mắc tóc. Nó bảo BOT đấy là của Nam Định, Nam Định đi mà xử lý. Nhưng mà nó không phải là ngành dọc của nó à? Đúng không ạ? Nếu các cụ hiền thì hiền, thì em lại cứ chửi. Thật ra là gì? Chúng ta phải lên tiếng phản đối để tìm ra được những ông bộ trưởng có tâm, có tài. Còn đương nhiên nó chén, nó không chén thì nó không trụ được. Nhưng mà nó có tâm với nhân dân một chút. Đường thì làm đúng kế hoạch đề ra, đỡ đội vốn. Chỗ nào nó cũng đội vốn cả trăm cả nghìn tỷ. Đấy, đường sắt trên cao ấy, đội vốn 3.500 tỷ, à cái gì nhỉ? 350 triệu đô. Mà 350 triệu đô các cụ biết bao nhiêu không ạ? Nó tương đương với lại 7.000 tỷ. Được rồi, riêng mày ra đây tao đưa mày khách sạn 5 sao nhưng mày trả tiền. Con này đòi hỏi thế không biết này. Mạnh sập vách nhau đấy, mày xử lý con võ loạn ẹo này hộ tao. Đấy, cái anh Cường Nguyễn này này, đây là cái anh Cường Nguyễn này này. Hôm nay em đi nhận cá tra mà anh Tị anh bảo là chú đi nhận không cho anh đi với. Mình thì uống một hớp mặn đỏ, nhưng không đỏ lắm, đỏ bình thường. Bùi Khương, sao lại Bùi Khương 1981 xin chào. Khương nào nhỉ? Lê Khương, Khương bên đấy là Lê Khương. Thôi rồi, cụ nào 81 thì hôm đấy tụ họp nhá. Hôm 81 tụ họp tại nhà hàng Trống Đồng ở đường Thành Công sáng mùng 4 tháng 11. Khi đi nhớ mang theo 350.000 quyền lợi, được vui chơi, được vật phẩm lưu niệm của hội 1981 tròn 4 năm, cộng lại được ăn uống thoải mái.
có nhà em cháu cú nhà em đi tí không là quân nhà em nó thấy vắng lâu quá lại tưởng em đi ăn cá tra 50 kg. Đấy, đây này các cụ nhìn này, Tam Đảo ngày giữa tuần này chả có người gì cả, buồn không? Anh Trung Mốt ơi, anh inbox cho em cái nhá, em chào các cụ nhá.